Hai số ạ, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chế thêm anten cho cái con TP-Link này để tăng khả năng phủ sóng của nó các bạn nhé. Đấy, mình đã test ở trên cái con chính bây giờ wifi nhà mình đang dùng đấy các bạn, thì hiệu quả tăng cái khả năng phủ sóng của nó rất là nhiều, nó tăng diện tích lên rất là nhiều các bạn nhé. Đấy, bình thường mình vào sau nhà mình để cái wifi trong nhà này, mình vào sau nhà nó chỉ bị cách qua cái hai cái bức tường thôi mà nó giảm đi rất là nhiều các bạn ạ. Đấy, để làm được những điều này ấy, thì mình cần có cái cọng dây đồng như thế này các bạn. Đấy, cọng dây đồng thế này nhé, sau đó các bạn là cắt cho mình hai cái mẫu như thế này. Đấy, nó dài tầm khoảng 20 phân, các bạn cắt dài hơn một tí tầm khoảng 10 phân nữa là 30 phân, xong ở giữa các bạn cuộn lại cho mình như thế này nhé. Đấy, chỗ này là nó sẽ đảm nhiệm cái nhiệm vụ phát sóng các bạn. Đấy, nó sẽ thành hai tầng nhé. Ở trên cái con TP-Link này đây là hai cái anten của nó, thì các bạn là rút ra cho mình. Đây, chỗ này nó có cái khớp. Đây, chỗ này nó có cái khớp này. Đây các bạn để ý. Đấy, thì các bạn rút ra cho mình nhé. Đấy, các bạn làm kiểu gì rút ra cho mình. Đấy, bẻ ngang nó lại bên thế này, xong rút ra các bạn. Cái này các bạn xoắn thì nó không ra đâu nhá. Đấy, các bạn rút ra đây, phần anten của nhà sản xuất đây này. Đấy, đây, phần anten của nhà sản xuất là như thế này đấy các bạn ơi. Đây các bạn có thể bỏ không thế này cũng được. Không thế này thì nó vẫn phát sóng bình thường nhé. Cái này chỗ bảo vệ anten thôi, nhiệm vụ của nó cũng chả có cái gì ngoài bảo vệ đâu. Đấy, đây, để cái này qua đây. Ở trên đây các bạn là các bạn cắt chỗ này đi cũng được. Đây, cắt chỗ này đi, hoặc là các bạn là dùng cái nặng quay đầu này này, các bạn nung nóng nó lên, xong rồi các bạn xuyên lỗ vào chỗ này này. Đấy, để mà luồn, để luồn cái này vào các bạn. Đấy, luồn vào trong này nhé, luồn vào trong này, xong rồi các bạn là cố định nó vào đây, cố định nó vào cái phần anten cũ của nó, để cái này nó chòi ra, nó chòi ra bên ngoài cái phần này các bạn nhé. Đấy, thì làm như thế thì cái anten này nó sẽ dài ra. Đấy, nó dài thêm một đoạn nữa, với cả nó có hai tầng phát sóng này. Đây, phát chỗ này và ở trên đây nữa các bạn. Đấy, thì nó sẽ tăng khả năng thu sóng. Cái này mình đã làm và đã test thành công rồi, mình mới hướng dẫn các bạn nhé. Đấy, các bạn cứ làm như thế cho mình. Đấy, bây giờ mình sẽ, đây mình dùng một hàn để mình dùng vừa hai cái lỗ ở trên đây, xong rồi mình sẽ hàn trực tiếp cái này lên đây các bạn. Đấy, như thế này nhá. Cái con này là con wifi phụ để mình hướng dẫn các bạn thôi. Con chính của mình thì mình đã làm và đã sử dụng lâu rồi các bạn. Đấy, tăng khả năng phát sóng lên rất là nhiều nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ cắm mỏ hàn vào dùi. Đây, cái mỏ hàn của mình đấy các bạn. Khởi động nó lên, đợi nó nóng một tí, xong lại mình đục một cái lỗ. Đấy, dùi một cái lỗ ở chỗ đầu anten wifi này. Cái mỏ hàn này của mình phải đợi tầm khoảng 15 giây các bạn. Đấy, cái đợt sinh nhật Lazada mình mua ở trên Lazada thì con này là 92.000, mình được miễn phí ship. Nhà sản xuất bảo là đợi tầm khoảng 15 giây thì nó sẽ nóng, sẽ hàn được. Đây, mình dùi lỗ được rồi đây này các bạn này. Đây, đấy, luôn được rồi đấy các bạn. Đấy, bây giờ sẽ dùi cái thứ hai. Đấy, được rồi các bạn nhé. Đấy, như thế thôi. Xong rồi các bạn là lắp nó lại, hàn cố định nó như thế này này các bạn này. Đấy, hoặc là các bạn dùng kiểu gì cố định nó vào cũng được. Các bạn dùng một sợi dây điện, các bạn là cột nó vào đấy, ví dụ như thế này các bạn. Đấy, ví dụ như thế này các bạn cột nó lại cũng được, miễn sao cái phần tiếp xúc này nó tiếp xúc tốt là được các bạn nhé. Đấy, thì sẽ ok. Giờ các bạn quay lại dùng bình thường thôi. Đây các bạn ơi, đây cái đầu
cái đầu để mà mình hàn tiếp xúc với cả áng chân cũ của nó thì các bạn cạo đi nhé, các bạn cạo sạch cái lớp emay của nó đi. Đấy, màu đồng này. Nếu mà không có cái lớp emay thì không sao các bạn, nhưng mà đây của mình là có cái sơn emay này, này để cắt điện. Đây nên mà phải cạo đi nhé. Với cả các bạn làm luồn, các bạn luồn xong, hàn xong này, hàn xong nhé các bạn này, lắp nó lại thế này xong các bạn mới cuộn cái lúc nãy cái đây cái phần nó xoắn như kiểu lò xo này sau nhé các bạn nhé. Không phải lúc luồn vào thế này các bạn không đẩy xuống để mà hàn được đâu. Đấy, lúc nãy mình hướng dẫn thì mình quên không nhá các bạn. Thì bây giờ các bạn này nhá, các bạn đừng vội cuộn cái đoạn giữa này nhá. Đấy, các bạn cạo sạch xong rồi hàn vào cho mình xong rồi cho ra phía ngoài này các bạn mới cuộn xong nhá. Đấy, thì nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cuộn. Bây giờ sẽ hàn vào các bạn nhá. Đây, mình hàn xong rồi các bạn ơi. Đây, bây giờ trông nó sẽ như thế này này. Đấy, nó dài ngoằng ra. Đấy, bây giờ sẽ luồn lại cái phần bảo vệ anten của nó thôi. Đây, các bạn cắm lại như lúc ban đầu nhé, mới đầu của nó, đây. Các bạn cắm hết xuống. Đây, thế này. Bây giờ nó sẽ dàn ra như thế này rồi sẽ cuộn các bạn nhé. Đây, các bạn cuộn trượt ra một đoạn này xong các bạn cuộn được. Đấy, như thế này các bạn. Đấy, các bạn làm như thế này nhé. Đấy, mình cuộn hơi xấu một tí nhưng mà cái này không việc cái gì đâu. Cái xấu đẹp nó không quan trọng đâu, quan trọng là các bạn cuộn được cái phần này. Đấy. Bây giờ sẽ test thử cho các bạn xem nhé. Ok, đây này các bạn ơi. Đấy, các bạn xem nhé, mình đang kết nối tới cái con lúc nãy mình chế găng ten đây nhé. Các bạn xem này, cái wifi anh Lộc này, wifi chính của mình này. Đây, mình ra chỗ đây là cũng khá xa cái nhà mình rồi. Đấy, nó mất rồi. Còn cái con TP-Link nó vẫn đang căng đét này này. Đấy, bây giờ mình sẽ tắt wifi đi dò lại xem nhá, cái wifi chính của mình nó có hiện ra đây ở đây không. Còn cái con TP-Link lúc nãy là mình độ là lúc nãy nó vẫn có các bạn nhé. Đây, con này tự động kết nối rồi này. Cái con chính của mình thì chưa thể hiện ra này. Thì mình sẽ đi lại gần nhà hơn một tí nữa các bạn nhé. Để xem. Đây các bạn ơi, đây. Các bạn xem tốc độ mạng hai con nhé. À, con TP-Link tự động kết nối vào này, đây. Nó được qua vạch con kia, con chính của mình được có hai vạch này, chứng tỏ nó khỏe hơn rất là nhiều nhé. Rồi, chúc các bạn thành công nhé. Các bạn xem video thấy hay, nhớ đăng ký kênh cho mình các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.